một nghĩa cử cao đẹp, phiên đấu giá thiện nguyện. Sân khấu đã sẵn sàng, ánh đèn rực rỡ, cả khán phòng như nín thở chờ đợi. Đêm nhạc We Love Việt Nam diễn ra vào ngày 22 tháng 9, tràn đầy năng lượng của những nghệ sĩ nổi tiếng và tấm lòng thơm thảo của cả nước hướng về miền Trung ruột thịt, chung tay hỗ trợ đồng bào vượt qua khó khăn sau lũ lụt. Giữa chương trình biểu diễn, một phiên đấu giá thầm lặng được diễn ra với những món đồ được chính các nghệ sĩ đóng góp. Mỗi món đồ đều mang một phần cuộc sống của họ, được gửi gắm với hy vọng góp phần thay đổi cuộc sống của những người khác. Tuy nhiên, không ai có thể ngờ được rằng một món đồ đặc biệt lại gợi lên nhiều cảm xúc đến vậy. Đó là một bức tranh ẩn chứa một câu chuyện chưa kể. Tác giả Diệp Lâm Anh, một cái tên gắn liền với tài năng, sự mạnh mẽ và kiên cường. Chủ đề: một người phụ nữ quay lưng lại, nhìn về phía chân trời xa khuất. Một hình ảnh đầy ám ảnh về hành trình cuộc đời của chính cô. Cả khán phòng im phăng phắc khi phiên đấu giá bắt đầu. Những con số lần lượt được đưa ra, mỗi con số là một lời cam kết hỗ trợ, một minh chứng cho sức mạnh của sự đồng cảm. Dưới nét cổ, nghệ thuật và lòng trắc ẩn của Diệp Lâm Anh. Diệp Lâm Anh, một nghệ sĩ đa tài, đã tô điểm cho làng giải trí Việt Nam bằng những màn trình diễn cuốn hút và nguồn năng lượng tích cực. Nhưng ẩn sau ánh hào quang sân khấu là một người phụ nữ giàu lòng nhân ái và sâu sắc. Bức tranh cô mang đến đấu giá đã hé lộ một phần tâm hồn của mình. Hình ảnh người phụ nữ quay lưng toát lên vẻ mạnh mẽ, kiên cường trước nghịch cảnh. Phong cách tối gian của bức tranh với gầm màu lạnh chủ đạo tạo cảm giác thanh thản giữa những xáo trộn. Bằng cách mang tác phẩm của mình ra đấu giá, Diệp Lâm Anh đã chìa bàn tay nhân ái đến với những người đang phải vật lộn với hậu quả nặng nề của trận lũ lụt. Đó là minh chứng cho niềm tin của cô vào sức mạnh của nghệ thuật, chữa lành, kết nối và thắp lên hy vọng. Vị khách bất ngờ, hành động đẹp của Đức Phạm. Khi cuộc đấu giá bức tranh của Diệp Lâm Anh trở nên sôi nổi, một cái tên bất ngờ được xướng lên khiến cả khán phòng xôn xao và thán phục. Đó là Đức Phạm, chống cựu của Diệp Lâm Anh. Mọi người nín thở, chứng kiến một hành động đẹp vượt qua mọi ranh giới của mối quan hệ đã qua. Mức giá mà Đức Phạm đưa ra cuối cùng dừng lại ở con số ấn tượng 120 triệu đồng, không chỉ đơn thuần là một khoản đóng góp tài chính, mà còn là một hành động sâu sắc thể hiện tình yêu và sự ủng hộ. Với sự tôn trọng đầy xúc động, Đức Phạm chia sẻ mong muốn trả lại bức tranh cho Diệp Lâm Anh, bởi anh tin rằng nó thuộc về người đã tạo ra nó. Lời nói chân thành của anh đã chạm đến trái tim của tất cả mọi người, khẳng định hình ảnh một người đàn ông chính trực và cao thượng. Hơn cả một phiên đấu giá, phản hồi chân thành của Diệp Lâm Anh. Tin tức về hành động đẹp của Đức Phạm đã đến tại Diệp Lâm Anh, khiến cô không khỏi bê xúc động. Dù đã đường ai nấy đi, cô vẫn nhận ra tấm lòng của anh, sự chân thành sau hành động đó. Với sự điềm tĩnh và tinh tế, Diệp Lâm Anh bày tỏ lòng biết ơn, ghi nhận sự đóng góp của Đức Phạm như một hành động hỗ trợ thiết thực. Cô chia sẻ sự bất ngờ khi thấy anh có mặt tại buổi đấu giá, nhấn mạnh rằng cô xem anh như bao người khác, với tấm lòng nhân ái đã đến giúp đỡ những người gặp khó khăn. Giữ đúng lời hứa, Diệp Lâm Anh đã gửi lời mời chân thành đến Đức Phạm, mong muốn được trực tiếp cảm ơn và đề nghị anh ký tên lên bức tranh. Nhận thức được tầm quan trọng của gia đình, cô thậm chí còn đề nghị hai con có mắt tạo nên một không gian để hàn gắn và chia sẻ mục đích chung. Chuyện tình yêu, một lần nữa, hành trình của Diệp Lâm Anh và Đức Phạm. Chuyện tình của Diệp Lâm Anh và Đức Phạm bắt đầu như một câu chuyện cổ tích. Họ đến với nhau như một định mệnh, tổ chức đám cưới đẹp như mơ vào năm 2018, nhận được vô vàn lời chúc phúc từ gia đình và bạn bè. Hành trình của họ càng thêm viên mãn khi chào đón hai thiên thần nhỏ, một trai và một gái, là trái ngọt cho tình yêu của đôi uyên ương. Cặp đôi cùng nhau vun vén tổ ấm, chung tay chăm sóc, nuôi dạy các con nên người. Tuy nhiên, cuộc sống vốn dĩ luôn đầy rẫy những bất ngờ. Dù đã cố gắng hết sức, nhưng những vết rắn nứt bắt đầu xuất hiện trong mối quan hệ tưởng chừng như không thể tách rời của họ. Tháng 12 năm 2022, Diệp Lâm Anh và Đức Phạm chính thức đường ai nấy đi, khép lại một chương trong cuộc đời của cả hai. Cùng nhau vượt qua thử thách, làm cha mẹ đơn thân. Quyết định ly hôn chưa bao giờ là điều dễ dàng, đặc biệt là khi đã có con cái. Diệp Lâm Anh và Đức Phạm, dù không còn là vợ chồng, nhưng vẫn thể hiện sự mạnh mẽ và kiên cường đáng nể khi cùng nhau gươm vác trọng trách nuôi dạy con cái. Tòa án nhận thấy tầm quan trọng của cả cha và mẹ trong cuộc sống của con cái, đã giao quyền nuôi con gái cho Diệp Lâm Anh, trong khi con trai sống cùng Đức Phạm. Dù khoảng cách địa lý, cả hai vẫn luôn cố gắng hết sức để tạo dựng môi trường sống tràn đầy tình yêu thương và sự ủng hộ cho các con. Diệp Lâm Anh, một người phụ nữ mạnh mẽ, đã gánh vác vai trò làm mẹ đơn thân, cân bằng giữa sự nghiệp và việc chăm sóc con cái.
Đức Phạm cũng hết lòng chăm sóc con trai, đảm bảo con luôn cảm nhận được tình yêu thương, sự quan tâm và che chở. Trái tim rộng mở, bàn tay sẽ chia Diệp Lâm Anh và Đức Phạm. Ngoài ánh đèn sân khấu và những bốn bề cuộc sống riêng, Diệp Lâm Anh và Đức Phạm đều có một điểm chung, tấm lòng nhân ái và tinh thần, lá mão đùm lá xà. Diệp Lâm Anh được biết đến với tinh thần nhân ái, tích cực tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, sử dụng sức ảnh hưởng của mình để kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ cộng đồng. Sự đóng góp của cô không chỉ dừng lại ở vật chất, cô dành thời gian và công sức của mình, tin tưởng vào sức mạnh của sự kết nối con người để tạo ra những thay đổi tích cực. Đức Phạm cũng âm thầm ủng hộ nhiều tổ chức, hành động thiện nguyện của anh thường không được công khai. Niềm đam mê chung cho hoạt động tứ thiện của cả hai đã nhận được sự đồng cảm sâu sắc từ người hâm mộ và công chúng. Chung tay vì một lý tưởng, những ngôi sao tỏa sáng vì mục đích chung, đêm nhạc We Love Việt Nam không chỉ là một đêm nhạc hoành tráng, mà còn là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết của nghệ thuật và lòng nhân ái. Bên cạnh Diệp Lâm Anh, dàn sao Khung đã cùng nhau tỏa sáng trên sân khấu, Hòa Rỗng cất cao lời cả tiếng hát, quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Lily, Tling, Hansara, Mỹ Anh, Hoàng Duyên, Linka, Pia Linh, Vivi, Diana, Trung Quân, Táo, Vic Erdi, Cheng, Machiot và Nicole, mọi người một cá tính âm nhạc riêng biệt, đã cùng nhau cống hiến cho chương trình, thắp sáng sân khấu bằng năng lượng và cảm xúc. Văn Mai Hương, với giọng hát đầy nội lực, đã mang đến đấu giá cuốn sách Hiểu về trái tim của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, có chữ ký của cô. Sự góp mặt của những gương mặt đình đám như Vân Hugo, Trương Quỳnh Anh, Hà Kino, Vũ Thúy Quỳnh và Jakey càng làm tăng thêm ý nghĩa cho sự kiện, truyền cảm hứng cho đông đảo mọi người mở rộng tấm lòng, chung tay góp sức. Hiệu ứng lan tỏa của lòng trắc ẩn, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái. Đêm nhạc We Love Việt Nam minh chứng cho tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, vượt ra khỏi không gian nhà hát. Thông tin về sự kiện được lan truyền rộng rãi, chạm đến trái tim của hàng triệu người dân Việt Nam. Mọi người đều xúc động trước tấm lòng của các nghệ sĩ, sự sẵn lòng sử dụng sức ảnh hưởng của mình để tạo ra sự thay đổi tích cực cho cuộc sống của những người khó khăn sau lũ lụt. Những đóng góp liên tục được gửi về, mọi sự đóng góp là một tia hy vọng, một minh chứng cho lòng tốt vốn có trong mỗi con người. Tổng số tiền quyên góp được lên đến hơn 272 triệu đồng, vượt xa mong đợi, là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của sự đoàn kết. Sự kiện là lời nhắc nhở sâu sắc rằng ngay cả khi đối mặt với nghịch cảnh, lòng trắc ẩn và tình yêu thương của con người là vô bờ bến. Sức mạnh của sự ảnh hưởng, người nổi tiếng, những tấm gương sáng. Đêm nhạc We Love Việt Nam đã khẳng định sức ảnh hưởng to lớn của người nổi tiếng trong xã hội hiện đại. Tiếng nói của họ được khuếch đại bởi truyền thông và mạng xã hội, có sức mạnh tiếp cận hàng triệu người, truyền cảm hứng cho những thay đổi tích cực và huy động cộng đồng chung tay vì những mục tiêu cao cả. Những người nổi tiếng như Diệp Lâm Anh, Đức Phạm và vô số nghệ sĩ khác đã tham gia sự kiện, đã chứng minh tác động to lớn của việc sử dụng sức ảnh hưởng của mình cho những điều tốt đẹp. Bằng cách góp tiếng nói và nguồn lực của mình cho các hoạt động từ thiện, họ trở thành những tấm gương sáng, thắp lên ngọn lửa của lòng trắc ẩn và lan tỏa nó đến cộng đồng. Hành động của họ là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng, thành công thực sự không chỉ đo bằng vật chất hay danh vọng, mà bằng chính những giá trị tốt đẹp mà chúng ta tạo ra cho thế giới. Dư âm của tình yêu và sự cho đi, dư âm của một hành động đẹp. Đêm nhạc We Love Việt Nam tuy đã khép lại, nhưng đã để lại dư âm sâu sắc về tình yêu, lòng trắc ẩn và tinh thần đoàn kết. Câu chuyện của Diệp Lâm Anh và Đức Phạm tuy là câu chuyện riêng tư, nhưng đã vượt qua giới hạn của cá nhân, chạm đến trái tim của hàng triệu người và truyền cảm hứng cho cả nước hướng về tinh thần lá lành đùm lá rách. Hành trình của họ là lời nhắc nhở sâu sắc rằng, ngay cả khi đối mặt với những thử thách cá nhân, lòng yêu thương, sự tha thứ và lòng trắc ẩn của con người là vô bờ bến. Hình ảnh Đức Phạm tham gia đấu giá bức tranh của vợ cũ, biểu tượng cho quá khứ chung và mối liên kết bền chặt của họ, sẽ mãi in đậm trong lòng khán giả. Sự thành công của sự kiện được vun đắp bởi tấm lòng của các nghệ sĩ và người hâm mộ, đã khẳng định sức mạnh to lớn của sự đoàn kết và lòng trắc ẩn. Khi Việt Nam tiếp tục hàn gắn những vết thương do thiên tai gây ra, di sản của đêm nhạc We Love Việt Nam sẽ tiếp tục truyền cảm hứng, nhắc nhở chúng ta rằng, ngay cả những hành động tử tế nhỏ bé nhất cũng có thể tạo ra tác động to lớn.